Vâng, xin chào các bác nhé. Sau đây em tiến hành ghép và test cái chất âm cho anh khách. Đấy, anh này thì đang có yêu cầu là lên cho cái con FR7 này ghép với con 102A. Đấy, thì sau đây em tiến hành ghép phối cho anh nhé. Đấy, còn con đầu lông kia thì nó đánh từ 6 đến 16 thì nó không ghép được với con này. Con loa này của nó là loa 4 ohm cơ. Đây. Đấy, loa của loa 4 ohm thì ghép với con kia lại 6 ohm thì nó bên dưới thì lại không ghép được anh nhá. Đấy thì phải ghép với con này. Đấy, con này đời nó còn cao hơn con kia nhiều, hàng xịn hơn nhiều. Con này thì nó giải của nó bánh từ 4 đến 16 thì 4 lại nằm trong khoảng 4 đến 16, nói chung là hợp từ công suất cho tới hợp tới cả chất âm luôn, hợp từ công suất cho tới cả cái phần trở kháng đó. Nói chung với bộ này thì quá hài hòa luôn, không có điểm gì phải chê cả. Đấy, từ về mặt hình thức cho tới là chất âm, bởi vì hàng bãi thì cái chuyện mà nó bụi bặm tí thì nó không thể tránh được, nhưng mà để mà nói con này mà trưng bày thì quá đẹp luôn anh nhá. Thì bác nào nào có nhu cầu thì cũng có thể alo cho em. Đấy. Con này thì như em đã giới thiệu rồi thì nó có các chức năng như là USB rồi Bluetooth rồi thẻ SD cắm điện thoại máy tính rồi kết nối Smart TV. Tuy nhiên thì cái đấy thì em quay cũng rất là rõ, rất là chi tiết rồi. Đấy, thì em cũng không cần phải quay lại nhé, thì em chỉ có để test nhạc để các bác nghe thử thôi. Đấy, còn cái này thì em đã quay chi tiết rồi, loa cũng quay chi tiết rồi. Thế là chỉ ghép phối theo yêu cầu của anh khách là ráp lại thành một bộ. Đấy, thì bây giờ em chỉ gọi là test nhạc thôi nhé, để anh nghe thử. Đầy lại nước mặn chát chân trời, giữa mênh mông vẫn khát không uống được anh ơi. Đường ví em là biển, ngàn năm sóng số hoài, suốt cuộc đời không gặp bên bờ là tan phai. Vì mặn sống cho đời, buồn vui đầy lại vui. Em không là biển khơi, em chỉ là em thôi. Đường ví em là biển, càng sống càng cô khắp muôn nơi, mà lòng em chỉ muốn buông một mình anh thôi. Đừng vì em là
vừa rồi thì em đã test qua cái chất nhạc cho các bác nghe thử nhá. Đấy, thì mọi thông tin đặt hàng thì Galo cho em qua số là 0966 594 581 hoặc số 0979 891 682 nhá. Dạ vâng, xin chào các bác.